Với việc các luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản bắt đầu đi vào thực tiễn cuộc sống, công tác tuyên truyền, phổ biến những luật này tới các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đây cũng là nội dung chính của hội nghị đối thoại giữa cơ quan soạn thảo luật, các chuyên gia doanh nghiệp và báo chí vừa diễn ra tại Hà Nội. Các đại biểu nhất trí cho rằng thị trường bất động sản Việt Nam vẫn là chủ thể chính để thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội, cũng như chiến lược phát triển ngành thương mại dịch vụ và công nghiệp của Việt Nam. Các ý kiến tập trung làm rõ các vấn đề liên quan đến phân cấp phân quyền trong công tác quản lý đất đai, quyền sử dụng đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cập nhật bảng giá đất hàng năm, đặc biệt là điểm mới về quy định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Trong các cái dự án để đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thì có cái dự án để xây dựng khu đô thị có công năng hỗn hợp, thì nói là nó sẽ thay đổi cái bộ mặt của cái đô thị của cái địa phương đó. Thế cho nên là phải được hội đồng dân thông qua. Thế và khi mà trước khi đấu thầu rồi là phải có cái quy định chi tiết 1/500 để hình dung rõ là trong cái tương lai cái khu đô thị đó sẽ là như thế nào. Trong giai đoạn hiện nay, khi các luật bắt đầu đi vào thực tiễn cuộc sống, việc tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bên cạnh đó, để phát triển thị trường bất động sản bền vững, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là các nghị định thông tư và kế hoạch hướng dẫn của các địa phương. Đảng và Quốc hội, Chính phủ, các bộ ban ngành đã tích cực triển khai rồi, thì tôi cho rằng là không có lý do gì mà địa phương vẫn cứ dậm chân tại chỗ cả. Thế thì cái việc mà lan tỏa được cái hiệu ứng truyền thông để làm sao được sức nóng của ngoài đường, của các thị trường nó lan tỏa vào trong các phòng lạnh, để từ đó nó làm nóng các phòng lạnh và các cán bộ cũng phải tích cực vận động theo. Thực tế, luật đất đai 2024 đã thu hút gần 12 triệu lượt ý kiến của tổ chức cá nhân, trong đó có 10.000 lượt ý kiến online qua website, cổng thông tin điện tử chính phủ, 1 triệu ý kiến về giá đất. Không chỉ người dân, các doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, loay hoay khi áp dụng luật mới. Do đó, để luật đi vào thực tiễn cuộc sống, rất cần một cơ chế chính sách tổng thể đồng nhất. Thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay đang giai đoạn vàng của phát triển. Cho chúng ta cần cái cơ chế chính sách thực sự cởi mở, tạo được động lực và nguồn lực cho nó phát triển. Thì muốn như thế thì phải quyết tâm của chính phủ, quyết tâm của các cấp chính quyền địa phương, rồi các ngân hàng cũng phải đưa ra những cái đề xuất lên thì chúng ta mới có một cái quyết định chung và mang tính tổng thể. Sau đối thoại, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam sẽ có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những kiến nghị đề xuất góp phần hoàn thiện hơn trong công tác thi hành luật, đưa những chính sách pháp luật mới về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.